Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, một trong hai chỉ tiêu không đạt kế hoạch đó là tỷ lệ trường chuẩn quốc gia. Tính đến hết tháng 11 năm nay, toàn tỉnh mới chỉ có 847 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 54,30%. Riêng năm 2014, kế hoạch đề ra là 91 trường ở các cấp học đạt chuẩn, thì đến cuối tháng 10, toàn tỉnh mới chỉ được công nhận thêm 22 trường. Và với chỉ tiêu này, liệu ngành giáo dục có đạt được 917 trường chuẩn quốc gia trong năm nay? Chuyên mục mỗi tuần một vấn đề kỳ này, chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn những nguyên nhân dẫn tới chỉ tiêu này không đạt kế hoạch. Nằm trong khu kinh tế Đông Nam, trường Trung học cơ sở Nghi Long, huyện Nghi Lộc, ngôi trường có khuôn viên đẹp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đều đã đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm đạt 7%. Thế nhưng trường vẫn chưa được công nhận chỉ vì thiếu cơ sở vật chất. Trường hiện có 18 phòng học, thì có đến 8 phòng học cấp 4 chật chội, được xây dựng từ những năm 1970. Khó khăn nhất hiện nay mà nhà trường đang tiếp tục tham mưu, nhưng mà nằm trong cái vùng địa bàn kinh tế khó khăn như vùng kinh tế Đông Nam thì chưa giải ngân được đất đai hoặc là các thứ khác, cho nên là việc xây dựng các cái phòng đa chức năng hiện nay là chưa làm được. Nhà trường đang phải học trên cái các cái phòng là xây dựng năm 70 của thế kỷ 20, phòng đó thì nó không đảm bảo. Địa phương chúng tôi cũng đã có đề xuất rất nhiều với các cấp các ngành để tạo điều kiện hỗ trợ địa phương là từng bước đầu tư cùng với địa phương để mà xây dựng được ngôi trường, để tạo điều kiện cái nơi ăn học cho các em, thì cho đến nay thì vẫn chưa được. Huyện Nghĩa Đàn là một trong những đơn vị có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp, với 29 trên 69 trường đạt tỷ lệ 37,68%. Riêng Nghĩa Liên, một trong 4 xã của huyện Nghĩa Đàn, chưa xây dựng được trường chuẩn quốc gia nào. Trường mầm non Nghĩa Liên có 6 lớp học, thì chỉ có 4 lớp có phòng học, còn 2 lớp phải học tạm tại trường trung học cơ sở. Các phòng chức năng, phòng làm việc của ban giám hiệu và nhà bếp còn thiếu. Còn với trường tiểu học Nghĩa Liên, 4 trên 5 tiêu chí của trường chuẩn đã đạt, chỉ còn tiêu chí duy nhất về cơ sở vật chất là không đảm bảo. Và quyết tâm đến năm 2015, xã Nghĩa Liên xóa xã trắng về trường chuẩn quốc gia vẫn còn gian nan nếu không có các giải pháp phù hợp. Trong những năm qua thì địa phương cũng rất cố gắng để tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng cái trường chuẩn đạt chuẩn quốc gia ấy, nhưng mà cũng do cái điều kiện khó khăn quá nên chưa làm được. Ủy ban xã đang xây dựng cái đề án vận động nhân dân đóng góp để xã hội hóa, chỉ đạo ba nhà trường cùng với hội cha mẹ học sinh để xã hội hóa, tạo cái cơ sở vật chất, quang cảnh trường học. Nguyên nhân dẫn đến tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia chậm, không đạt chỉ tiêu là do nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Hơn nữa các trường không đạt theo tiến độ, phần lớn là do nằm ở vùng miền núi, vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn, công tác xã hội hóa giáo dục chưa được chú trọng. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, khi chương trình kiên cố hóa trường lớp học không còn triển khai, thì nhiều địa phương cũng mất hẳn đi một nguồn đầu tư cơ sở vật chất. Không những thế, hiện tại nguồn hỗ trợ xây dựng trường chuẩn theo chính sách của tỉnh chỉ từ 60 đến 210 triệu đồng cho mỗi trường theo từng bậc học, từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong khi đó, để xây dựng trường chuẩn trên cơ sở nền tảng mà các trường đã có thì cần khoảng trên 1 tỷ đồng. Thứ nữa, việc bố trí biên chế theo định mức của tỉnh cũng đang gây trở ngại cho các trường xây dựng chuẩn. Ngoài ra, một số tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh cao hơn so với thời điểm năm 2010. Đối với Quỳnh Lưu thì tại thời điểm này mới đạt khoảng 62 trường đạt chuẩn, tỷ lệ vẫn đang thấp. Trong thời gian tới thì chúng tôi xác định những khó khăn thì cũng phải tập trung. Một là trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì sẽ trích từ ngân sách giáo dục để hỗ trợ. Ngoài ra thì huyện Quỳnh Lưu thì có cơ chế hỗ trợ cho các trường chuẩn, tăng cường thêm trách nhiệm của ban chỉ đạo. Và quan trọng nhất là muốn đạt được trường chuẩn thì phải xác định cho cấp ủy chính quyền các địa phương, bà con dân là để có trường chuẩn thì đó là điều kiện để nâng cao chất lượng, thì phải tăng cường xã hội hóa. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 1997-1998 đến cuối tháng 11 năm 2014, Nghệ An mới có 847 trên 1.560 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 54,3%. Trong đó, bậc trung học phổ thông trường đạt chuẩn quốc gia mới đạt tỷ lệ 20,8%, trung học cơ sở đạt tỷ lệ 32,9%,
Riêng bậc tiểu học được xem là có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất với 80%. Nếu soi vào chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đặt ra là 65%, thì đây thực sự là bài toán khó cho các cấp học trên địa bàn. Bởi đến tháng 11 năm 2014, toàn tỉnh mới chỉ có 847, trên kế hoạch đề ra của năm là 917 trường đạt chuẩn quốc gia. Về cái, để đạt được chỉ tiêu về chuẩn quốc gia thì vừa rồi Sở Giáo dục và Đào tạo đã có một cái ra soát cụ thể đến tận từng huyện, từng trường, xem thử đơn vị nào đang còn yếu chỗ nào, đã đạt được cả cái tiêu chuẩn, tiêu chí nào và cần phải khắc phục những cái vấn đề gì, và tập trung chỉ đạo cụ thể. Và tập trung sang năm 2015 thì cái chỉ tiêu cụ thể đã được xem xét trên từng đơn vị huyện, đơn vị trường, để cả trường là căn cứ vào đó để phấn đấu để đạt cho được chuẩn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 8644 về việc tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tập trung chỉ đạo việc rà soát các chỉ tiêu chưa đạt tại các trường học, đặc biệt lưu ý dành các nguồn lực cần thiết, ưu tiên cho công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Mặc dù vậy, ngành giáo dục và đào tạo cũng cần có giải pháp về nguồn lực để đầu tư xây dựng trường chuẩn, nâng mức hỗ trợ trường chuẩn. Cùng với đó là lồng ghép các chương trình dự án, tổ chức rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phấn đấu đưa tỷ lệ trường chuẩn quốc gia lên 65% vào cuối nhiệm kỳ.